Ủa trời, cậu dính cá bạch sa. Bạn nãy quên coi hàng cá đó có hàng mắt không? Có, đầy đủ à. Rồi, chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay hai mẹ con Beo cũng định làm clip gì đó. Bạn làm món gì đó ăn cơm. Cơm chưa chưa. Bên kia cào quá trời quá đắt. Nước chuẩn bị nhả gồng đó. Bây giờ cào quá trời quá cào. Chứ mẫu mình dạo này các bạn thông cảm, bả cũng dạng như cũng hết tiền đó. Bởi vì mặt bả đôi khà bả hơi khi đôi hơi buồn buồn chút. Bữa nào trúng số độc đắc là có khác liền à. Sức bà cá là khoảng đâu tỷ gì đó là bà thấy có khác liền à. Ở cái ghe đó có hai vật tật ống sáng giờ đi lấy thức ăn về tới kìa. Hôm nay sao mau với ta, còn thường ngày rất chịu lắm, vẫn chịu mới tới sáng đi là lên bà nằm tài dắt thức ăn rồi nọ tới chiều mới về tới đây, còn bữa nay mới giờ 10 giờ mấy rồi về tới rồi. Hôm nay cá hồng mình cũng bỏ gần cao đẳng kìa. Sao nào lên đây sao không thấy thằng nào con ổng à, không có đứa nào lên cho này. Nay định làm món gì Beo? Cá thường, muối, xả chiên, ăn với rau tập tàng nấu. Nói chung là canh rau tập tàng với cá hường, muối, xả ớt chiên hả? Nói chung thường ngày gia đình sư mẫu ăn khô quẹt không bạn, tại bữa nay có chú Trường nè, bởi vì cũng nó cũng đi chợ mua mấy cá hường ăn cho chứ chứ không đi chợ mua cá này nọ giang hồ coi ra gì. Giang hồ coi ra gì đúng không? Gì chỗ nào? Là sao? Cần ngóp lên ngóp hả? Ổng còn ngớp là biết à hả? Bỏ đi với ổng hai cho con à. Cái ghe ngộ ta nhìn dở thức ăn, nhìn thấy cái ghe nó nhỏ mà dở thức ăn là mình thấy cái ghe nó bự lắm á. Cái ghe nó hơi chìm, mình thấy nó hơi nhỏ nhỏ thiệt, nhưng mà nếu mà để thức ăn ghe nó nổi lên á, lớn lắm. Ghe khẩm, nó nhìn thấy nó bự nha. Ghe khẩm nhìn thấy nó nhỏ mới đúng chứ bà. Ghe khẩm nhìn thấy nó bự, còn ghe nổi nhìn thấy nó nhỏ. Ghe chìm là ghe làm sao, nó tọc lâu. Đúng rồi. Phải không? Đúng rồi. Ghe chìm nhìn thấy nước không hả? Đúng rồi. Bởi tâm lưng bài nói tôi bởi tôi nghe hơi sao sao không? Đầy mướp, gà tập tàn, cá hường. Như đó thôi, dư sức bữa cơm rồi đó. Hết tiền rồi ăn vậy thôi chứ. Hết tiền rồi. Bữa nay không có thằng nào dép chơi hả? Hai cho con dép luôn hả? Sao thấy ai lên chơi vậy? Không có thằng nào lên chơi hả? À với lại bữa nay nhầm khi lấy thức ăn sớm nè, bây giờ nó nghỉ cũng đâu có về sớm vậy. Hôm qua bộ lưới hỏi giám đốc làng bè cũ cái sủ là bữa nay ông hai tật có đi lấy thức ăn không? Không có đi lấy. Qua anh đang nghe nói có người đòi lắc cái gì của mày á. Chuyện qua người ta cột cái dây phao lưới, người ta đã hỏi cũ sủ và bữa nay chú hai có đi lấy thức ăn không? Không có đi lấy. Nó sẽ cột vô. Ở đây vậy 3-4 ngày là giác thức ăn, 3-4 ngày là thấy có giác thức ăn. Cá bè mình đâu có để số lượng thức ăn nhiều được. Để nhiều quá khẩm bè không? Bởi vì 3-4 ngày cái hết thức ăn là bắt đầu là mình đi ra lấy thức ăn tiếp vậy đó. Để nhiều quá mấy anh tí anh ghé. Với lại để nhiều quá mấy anh tí khoái ghé đó. Vậy bữa nay là hai cho con hầu luôn hả? Ủa tính ra đây mấy tháng? Ông hai cái ghe mấy tháng? Bữa nay không 9 tháng rưỡi hả? Quá đù. Hai cho con về giác 9 tháng rưỡi cũng thôi. Là sao? Ta 4 tấn đó.
Ủa chú Năm Giao Thông có tấn nào không kìa? Ông chú nghe chú Hai nói đâu có. Có một tấn. Mình bao cái thằng thấy cái nguyên cái ghe là tiền không biết nhiêu tiền đấy, trung bình một bao thì là 400 mấy chục ngàn bạn, 450 á, 450 là 1 ngàn một bao, nghĩ này mình biết nhiêu bao rồi đó. Bởi mình nuôi cá bè đây tiền mình nặng nhất là cái tiền thức ăn á, tính ra mình nuôi cá đường hồng ở đây thì khoảng 6 tháng á, 6 tháng tới 7 tháng làm sức, còn nghĩ là xong vòng 6 tháng 7 tháng nó ăn biết bao nhiêu thức ăn. Thấy dữ dằn chưa, không ghe vừa tập vừa cấp vô bày là có cà phê uống liền bạn, gốc bự nó phải vậy đó chứ phải diễn chơi nha. Mới tấp vô là có cà phê uống liền ha. Lại bữa nay về cũng sớm mà cũng đỡ. Thằng mới điện đặt hàng chung không? Em chuyển tiền lên tới cầu chung không? Em chuyển tiền làm phiếu xong rồi nha. Lên lúc trời ủng anh ta điện ta kêu ta chạy ghe lên liền luôn. Chạy ghe chạy xịt khối đen luôn. Nói vậy bữa nay về sớm nè. Bữa nay để chắc ở đâu nè. Ở ngoài đây được. Ủa còn cá là không, vừa vác thức ăn mà vừa cho cá ăn luôn nè. Chị nói gì thông cũng đang cho cá ăn bánh. Ủa mấy cá hồng này cũng nằm đâu, đại khái khoảng nửa là ký rồi, khoảng đó á. Thấy chứ quay qua quay lại khoảng tháng mấy hai tháng nữa có thể sức được rồi đó. Tiền vô, tiền vô. Vô tiền. Thì nói tháng mấy hai tháng là đúng rồi, lẽ cá này bán được hả? Bà giỡn chơi bà xin mở con cá bà lớn bà quất luôn rồi hả? Đứng đâu gì bà nó bến nó đâu gì bà nó bà quất rồi thì ra hết tiền rồi quất luôn hả? Giá dạ nghe nó cũng đâu khoảng 50 gì mà. Tới 60 mới bán. Đợi tới 60 mới bán. Lót cái cây đà nó qua đây. Dỡ cây thôi đẩy cái miếng dán này nó qua đây chứ. Kiểu nó phá luôn rồi. Cho nó dỡ cái cây đà cho nó qua đây. Để về đây cái này cho nó chính giữa nằm đây cho nó cứng. Bước đụ luôn mẹ. Trời ơi bước đây chứ gì đâu. Lót vậy nó nở cái kẻ mực. Không có, đâu ơi, cắt cái răng lên rồi đó. Ở đây nè, chị đang cho nó chịu đựng. Thấy không? Chịu đựng. Ăn mà. Chịu đựng. Chịu miếng dán nó làm gì gãy miếng dán đó rồi. Bà nói gì bà chứ mà chịu. Để... Bà nói là để miếng dán cho nó chịu đựng hả? Chịu đựng. Bà cũng dùng từ đúng giống tôi. Dán để cho nó nằm đó để cho nó chịu đựng. Vậy chứ, mày tới ngày ở đây chắc cho mày 20 bao chín răng chín giữa đây không có cái đà nào hết thì nó phải đứng nó chịu chứ sao? Mà nghĩ cũng ngộ thà cái dán thà cái dùng cái từ nó để miếng dán để cho nó chịu ha, thì mình thấy không bình thường mà để thêm cái chữ đựng hơn sao nó hơi sao sao ha. Đâu cắm thêm đây một cây nữa lần nữa lót dán vậy mới được chứ đụng mới để cái kẻ lại hở nè, chắc đựng khác đây hở chừa đây hai tấc rồi. Đâu chắc nữa đâu. Miếng dán này đâu chắc bằng. Chắc tới đây cái tới đây hả? Chưa lỗ trống trong đây nè. Nữa còn đọc dưới. Rồi chấm thêm một cây rồi gánh nè. Rồi gánh thì dán á, để thừa quá lót dán rồi nó quàng dán. Không chắc đợi đi nữa hàng. Ủa qua chưa, hiểu qua chưa? Hả? Qua chưa, hả? Chưa, hả? Vậy bạn thấy không? Chưa uống phơi luôn đó. Qua rồi, cam nè, hai nãy giờ tao tập trung chuyên môn mà.
giải quyết chuyện đời tư hay gì rồi. Trời, con ơi, lại sát bên không đi được. Đó, chồng đó chứ đâu. Đi gì bển? Phải không? Đi gì bển rồi. Một kia cũng ghe đục mua cá, mà họ cũng mới mua xong, những cái ghe khẩm là biết rồi. Còn ghe nào lúc nào nó nổi là chưa bơm nước vô chứ là chưa có cá. Kêu mà nậu nậu nó cũng nay nó cũng mất đi chân bỏ rồi. Cái gì? Nay đi qua bển rồi. Ở nhà đi hả? Trời sáng em nó con quậy nó gửi phiếu trễ em đi mất tiêu rồi. Đâu biết kịp đó. Sao hồi lọt? Người ta chụp một xíu nó lọt ha, lọt hàm cá luôn ha. Hả? Ừ, đó chụp hình nè, bắt bắt nè. Dữ dằn thiệt chứ. Chụp hình một xíu lọt bè luôn rồi đó. Ông nhận bèo xiên ra ông ướp rồi phải cạo vậy, nó cạo vỏ vậy ăn mới giòn. Chứ lấy miếng nhám người ta già con. Không có miếng chùa nồi á. Cứ chùa nồi á, chùa mau hả? Mỗi lần mà nhìn mấy cá hồng nó ăn mà thấy thấy cũng ung dung tự tại không? Hồi xưa mẫu bà làm mà bánh nuôi gì nè, hai mẹ con nó nuôi trong tới tháng cái kiếm tiền. Nói đúng không chú nào vậy không? Mấy cái bè cá nhà nó ăn mạnh bạo chứ nó dạng nó ăn trời thấy ham không? Nó ăn ghía ghía mà xưa mẫu ghía còn cái xương không không? Mấy người thấy mấy ngỡ không, mấy ngỡ chứ nó mạnh đúng rồi thử thờ thằng mập đó, mà đưa thằng mập rồi mà gần tao coi thằng nào thở đó, nó làm cái gì đây nè, nó to mà to thì chắc. Rồi giờ bữa nay bữa nay là tập kết vô là bữa tập tư là lấy bữa tập tư đó. Đó. Chưa? Rồi, hai bao luôn hả bà? Cái chân mà. Ừ, cứng khừ mà. Giờ chuyên nghiệp không? Do đây bị chói nắng mà hơi mờ bạn thông cảm. Bị khuất cái nắng với lại bây giờ trời dạng như đang âm u vậy nè. Rồi không có mưa, tính ra từ Tết giờ đâu có mưa đâu, mà nó âm u vậy. Cũng dặn chuẩn bị vào mùa mưa à. Gì lâu xấu vậy? Cái bè bên chỗ năm là bè cá mới thả sau này mà cá nhỏ mà ăn cái viên thức ăn nhỏ hơn. Còn bè ở đây cá nó bự rồi bởi vì ăn viên thức ăn bự hơn. Ở đây có theo mình biết thì 3 ly, 4 ly, 6 ly. Một bao vậy là 25 kg. Tao già có 25 kg. Ổng già rồi bởi vì ổng vác bao 25 kg à. Để con ổng trẻ mà vác bao 50 kg. Đúng không? Lâu 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 lâu. Già 25 kg được rồi. Ta chưa đường đi nữa, đi quá im rồi kìa mày. Đã, giờ thì mà ổng mới bắt nước lên. Thấy cho nói bữa nay là cá hường chiên xả ớt cho nói vậy thôi rồi. Chứ không đây nữa ha, dịch to nữa nè. Còn bèo đang mặn cá đồ hồng nữa kìa, tùm lum chân á. Nhiều lúc quay clip nói món hai món vậy thôi, chắc ra làm tùm lum mỗi thứ chút rồi. Ở bè mà đâu có ăn, đâu thấy thấy thì mẫu bả than thở gì chứ, thật ra ăn là ăn xịn sò không có, chứ không phải giỡn đâu. Nó tôm khô con nào nấy gỡ như tôm hùm mai lá cờ vậy đó. Tôm hùm á, tôm khô con nào nó thấy chọc ba lửa không? Có sức đá hả? Quà đó ổng à, ổng đó bà. Ừ. Rồi, thứ năm dạo này cũng biết nói cũng lái lái nữa ha. U A S được không ha? Ừ, từ từ cũng hòa nhập ở đây à, cũng long trời lỡ đất à. Từ từ cũng long trời lỡ đất à. Muối vô chị Mẫu. Đường. Vừa bay sập bè bay. Nhưng mà nhưng mà giật tật ông đang chắc được ăn ngoài gung ginh cái bè kìa. Cái
con miếng bột giặt vô. Ôi, cho bột giặt vô luôn. Cho miếng bột giặt vô cho nó có bọt. Đây bột ngọt còn là bột giặt không à. Còn gì nữa? Cho miếng cà no vô. Cho nó thơm thơm. Vậy là chờ đợi nước sao để ra vô hả chị Mậu? Cho tôm khô vô cho ra nước. Ồ. Sao đậy nắp lại nó sao bật. Trời quay phim chữ thầy luôn. Ngoài giật tật đâu chắc chắc mới ăn. Ông làm bà về mà chứ mẫu bị liệu chữ thầy luôn kìa. Kỳ á. Người chà. Bữa đây người dân cái nồi ông dắt người dân cái nồi bả nó ăn á. Dạ. Giờ cho cá ăn rồi chắc ngang thở hở lại luôn rồi đó gì đây. Thiếu sao bữa nay thì mì với héo. Sao bữa nay con thì mì với vậy? Lâu lâu quá nhớ em Huy, em Huy bắt cá An Giang hả anh Huy chứ. Ủa con cái bữa nay đi chơi với bộ chơi không, hay còn còn ba người vậy đó hả? Đàn mèo đang ướp cá. Búp cần lo bột ngọt muối với xả ớt rồi vô đầu chuẩn bị chiên. Đâm đâm rồi vô. Mà muối cục muối hột ăn nó ngon hơn muối bọt nữa. Ở đây nhà sư mẫu đấy đa số xài muối hộp không à. Nhà bên Miss Sinner bển cũng xài muối hộp. Muối hộp thì mình nấu ăn mình ướp được thấy chứ nó đây là mình đâm muối ớt rồi á. Ăn nó ngon hơn là muối bọt. Vô. Đi hả? Đi đi xíu quay lại không? Đi qua bè bà ba không? Ủa bữa nay cô ba xinh đẹp bán nhập tới ngàn hả? Ủa qua mới nhập tiếng gọi 4 tấn rồi. Nhập nhiều thì cái gì chứ sao mình đi. Mắt xa mắt xa. Ủa xả ớt thấm vô chiên ăn thứ gì chịu nổi. Nách giật bật bật chắc luôn. Chắc. Hai mẹ con làm nhanh chó táp lẹ như đằng chó mà mình lia máy mình quay cũng không kịp luôn. Sao nói dân sư mẫu? Nói bởi vì mình ít nói quá, mình nói nhiều quá, có số cô chú nói mình nói nhiều. Mình mốt bà với bè phim phải chia sớt cho tôi phải không? Tôi 50, hai mẹ con bà 50. Nói dân mèo vẫn còn chăm chú không tập trung chuyên môn không? Tại chưa đụng chuyện đã bán thịt. Đụng chuyện đi thấy cái cảnh không có chấm phẩy luôn đó. À, cho mày miếng nè. Thôi ăn đi. Nhiều quá. Ta đụng chuyện ta mới bán thịt được. Dạo này sư mẫu giàu quá bởi vì ăn bánh hổi trừ cơm đó. Nói chung là ông Hồng ông than thở nói bà dạo này lên ký quá bởi vì bà ăn bánh hỏi bà sợ ông mập đại sợ ông Hồng chê mập bởi vì ăn vậy đó ăn giảm cân. Ủa mới nghe nói đi đây sao hãy giờ sao ngồi ở đây trời máy bị vấn đề hả rồi luôn tới một chuyện luôn. Chạy nãy giờ nguyên đáng quãng đường dài không gì dân về đây đậu vác ít thức ăn rồi rồi á. Lúc trước cũng vậy giờ cũng một cái chuyến mình quay clip là đi sức bẹt cá sẵn giao cá trên chân cái bến phà xe đét chảnh đó nó cũng vậy đó chạy giữa chừng bị nước nó không gai rồi tắt máy buổi trời gần nửa tiếng hồ sửa mới xong. Ông sửa nhanh lên ông sửa hồi một hồi sáng hoàng nó cho xuống tới cầu Mỹ Thận chứ
Ở đây bạn thấy không, lưới là đóng tì liên tục không, liên tục tì. Mấy tay lưới bao bè của mình nó văng còn dữ dằn nữa. Tao bá vô mấy cái dây tao bẻ bao đất cái thằng thiên đụng rồi văng giết tao nói thiệt, cái mấy lần muốn thay tao lưới mới bấy thấy chưa. Hả? Ủa còn hai tay lưới cắt hả? Hai cây lưới hả? Đóng chưa? Bà chứ mẫu giờ văn viết gì, bà văn đâu có cá rồi để tôi. Thôi tôi giờ tôi không còn lực tôi cá nước tắt nổi. Mà ra mấy cái đầu mỏ văn mấy tà lưới tắt văn hai lần thấy bà tà lưới muốn không còn cái gì vậy. Bắt cá cày đó chịu không nổi. Gách tà lưa chứ. Máy không làm gì sửa chưa xong giờ chỗ chúng tới dưới nữa kìa. Không mà bán cái lời khoảng mấy tỷ bắt đầu là có khác liền, mà sức khỏe bắt đầu nó lên liền, mình ăn được ngủ được bắt đầu nó sẽ lên liền. Lúc đó ông Hồng bây giờ nó mắt ông bây giờ khổ cần đau kiến luôn. Ừ. Cao thủ thả lưới cái mày trắng đó kiểu mày dạng như tấp vô phao đỏ hay là về mấy cái dây neo xà lan xưa rồi. Ổng là giờ ổng thích vàng đáy không à, nó đóng vô vàng đáy chơi vậy đó. Này ổng đang nấy đóng là cái lưới tắc tư vẫn. Bị vàng đáy không phải sức cắn không mà tính ra tài lưới đó là ổng bị dính hai chưởng chưởng cái góc bên cầu Bình Thạnh đó, cồn nó ít hơn cái đáy đáy bữa nay như hai phao phải góc rồi bữa đó con ống khao cho rau vô bèo để rau vô. Mà không biết ý gì bà, con bè cũng sợ nắng đổi nón rồi vậy mới sốc. Tâm gà định hốt nào men nào hốt nào sao để nó sợ đen rồi nữa. Chứ sao trời. Con men chứ. Cái gà màu đó lại quay lại và đậu sụp lép liền nè. Vậy hết bình đề hả? Ừ. Trời ơi trời. Giờ đợi cái Hồng ông lấy cái ghe lưới này ông chạy ra ông vòng vô bạn ơi. Vì sao bình đề hết. Cái đó là bình á, lâu lâu mình phải sạc mà phải không? Ở nhà con Hùng nó không có sạc. Càng Hùng nó không chịu sạc cái bình đề của ống thì sao? Tắt nước mà nó lại ca Hồng ra chạy ra vòng cái ghe số 2 vô lấy cái bình sạc. Không như tôi làm gì thôi. Bình của tao đề cũng mát chắc không nổi đâu. Thứ gì chịu nấu chứ. Tụm gà ông bặn bẹo với nhà với ổng bởi vậy ông ít lên đây ông coi bởi vì đi giao cho thằng Hùng sạc giùm cái bình ổng lâu lâu sạc lại bình đề lâu lâu mình phải hết bình á mới sạc. Mà Hùng nó quên sạc hay sao? Nước giờ cũng hên không chảy hùng đó. Nếu mà chảy mạnh mà cái ghe nước neo của ông Hồng mà gồng dòng cái ghe chà bá lửa đó tới một chuyện nó giỡn gì béo. Cho nó canh xuống ha. Xong một món. Nào chuẩn bị để cá lên chiên nè. Cho dầu vô. Chảo lên khói. Chảo này siêu chống dính chứ bây giờ hết siêu chống dính rồi. Để chảo nóng thì nóng. Bèo với siêu mẫu bào quá bởi vì hết chống dính rồi. Chóc lóp hết trơn rồi. Cho cá vô. Còn vô mới để vô xíu bắt đầu nó mũi nó giật kìa bạn ơi, xả nè nó mau lắm nó thơm. Tỏi nữa. Tỏi nữa. Thứ gì chịu nổi. Vậy là mình cứ chờ đợi chút xíu thôi, xíu nó đem dọn ra chiến đấu được rồi. Cũng chưa chưa rồi. Anh thủ cho trường ăn đi.
Giờ Linh tới rồi, giờ Linh tới rồi. Cá chín rồi, dọn ra ăn thôi. Ừ, hấp dẫn chưa? Ăn vô là biết vừa hay không? Nhìn cái nồi vị thịt kho đứng chảy mồ hôi lưỡi chứ. Rồi vậy là xong, dọn ra chiến đấu thôi, chiến đấu thôi bà con cô bác ơi. Đói quá rồi, đói quá rồi. Mèo nó lên cơm nó phải săn táo vậy đó. Dạ, chú hai thật ơi, con cha con còn ham và chở thức ăn nữa. Cơm của ba ơi. Ngồi ăn chứ, đi sao ăn được. Bà cơm gà. Gà nó đang bào cá mà. Trụ nào canh, nào cá, nào thịt luôn đầy đủ á. Nó gà bên đây ngồi ăn thấy thoải mái ra. Cá 50 ngàn rồi đó, tranh thủ đổ đi cô ba ơi. Cá 50 ngàn ký đó, bà tranh thủ bà đổ hết luôn ba ơi. Hả? Ờ, bốn gốc bốn bao. Giữa mẹ ăn bao nữa. Bà cũng mới lên tới rồi. Ăn cơm đi xe mẫu, đừng mắc cỡ xe mẫu. Cứ tự nhiên ha. Mời cả nhà nha. Không biết đa này mà bỏ đâu? Bỏ đây luôn hả? Để cái củ nấu. Nấu rất trộn không phải khác. Mày ngỡ cả ông xử luôn cho rồi đi chạy. Ô, khai đau luôn ba. Cơm ơi. Đổ luôn nằm ơi. Hả? Khai đau luôn ba, cơm luôn nè. Cơm nóng. Đang phải chỗ luôn, nhà mới luôn. Nó sắp nó toàn bộ lên á.
đó mà thổi hàng vô cũng được, để rơi ngoài luôn tại cái lít nó nhẹ. Đúng rồi. Bớt lít hàng vô cho nó cứng. Đó, nhanh chứ ta. Mày nghe tin trắng động phòng tiền giờ giá cá chưa? Mới nghe vớt xuống 20. Nghe nó ăn bữa ăn ngã ngửa kìa. Đó là cảnh báo rồi mà. Đó là cảnh cáo rồi chị nghe. Thôi mình cũng xin kết thúc clip đây ha, chúc cái nhà clip luôn vui vẻ nha, hẹn bạn clip sau. Bữa nay nhìn cô ba xinh đẹp mình trắng dữ ta. Không, ba nghe, ba không nghe đó, ba nghe ba bập rồi. Tự nhiên đi, tự nhiên quen rồi. À, chào nhà nha, hẹn cả nhà clip sau nha.